Vâng, lời đầu tiên xin chào tất cả các bác nhé, chào tất cả anh em, cô chú anh chị và các bạn đã đến với shop Mạnh Hiệp Bắc Giang. Thì em địa chỉ ở Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang. Đấy, em muốn video nào em giới thiệu luôn để các bác có thể đến tận nơi các bác mua hàng, các bác trải nghiệm, có thể chọn lựa thoải mái. Nhà em thì ngay gần tỉnh lộ 242, các bác có thể gõ tỉnh lộ 242. Nó là cái tỉnh lộ mà giáp danh giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn, huyện Yên Thế, huyện Hữu Lũng của Lạng Sơn. Ok. Cách thị trấn Bố Hạ đi ngược từ Hà Nội lên thì đi cách thị trấn Bố Hạ tầm 5 cây. Còn bác nào mà ở khu vực Hà Nội ấy thì có thể là ấy cho em gọi điện cho em. Em sẽ cho địa chỉ tổng kho của Kenco ở dưới Hà Nội để cho anh chị có thể đến tận nơi tổng kho của nó. Trong vòng một tuần tới có thể em sẽ có một chuyến xuống tổng kho ở dưới Hà Nội, em sẽ quay video clip cho cô chú anh chị xem về cái kho của hàng Nhật chính hãng nó sẽ như thế nào, cô chú anh chị hiểu không ạ? Đấy. Và em sẽ nói ra một cái số vấn đề để cho cô chú anh chị đỡ phải mất tiền mà mua phải cái cục lợ, gọi là cục tức. Ok. Thì mình nói sơ sơ này. Bởi vì ai cũng là con người lao động, em cũng là con người lao động, đồng tiền kiếm ra là đồng tiền xương máu. Ok không ạ? Mình bỏ ra 1 triệu hoặc là mình bỏ ra vài trăm nghìn đi. Đấy, mình dùng cái đồ. Đúng không ạ? Mình thêm một tí nữa đi. Mình dùng cái hàng Nhật. Nó sướng hơn nhiều cô chú anh chị ạ. Khi em nói đơn giản này, chưa nói vấn đề gì. Đấy, anh chị chỉ cần mặc một cái bộ Kenco, quạt Kenco, áo Kenco, đi ra đường. Đi ra đường anh chị đi cạnh một cái bạn mà mặc cái bộ wow 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 gì đấy, em không biết là tên. Hàng những cái đấy em không quan tâm. Bởi vì nó không phải hàng chính hãng của Nhật. Nó không có tên tuổi trên thị trường và nó chả có cái gì khẳng định được là nó hàng của Nhật cả. Đấy. Thì anh chị sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt hoàn toàn. Cái ánh mắt của người ta nhìn anh chị nó sẽ khác hoàn toàn. Đấy. Hỏi người ta đi, nói chuyện với người ta đi. Bạn mua cái này ở đâu? Và tôi mua ở đây. Bạn mua hàng này của bạn là hàng gì? Hàng Nhật. Bạn lấy cái gì chứng minh là hàng của bạn là hàng Nhật? Chứng minh đi, bạn chứng minh đi. Bao bì của bạn có mã QR, có mã vạch không? Không. Có ghi tên công ty, có ghi địa chỉ rõ ràng không? Có website không? Không. Ồ, thế cái gì chứng minh là hàng Nhật? Thế công ty của bạn là có bán hàng mở, gọi là bán hàng trực tiếp ở thị trường Việt Nam không? Không. Thế đến khi mà nó cháy lổ ấy, chẳng may mà nó chấp nhận nó cháy lổ ấy, nó xảy ra tai nạn ấy, thì ai là người chịu trách nhiệm? Ai là người chịu trách nhiệm? Lúc ấy mấy trăm nghìn nó có to không ạ? À? Nó không to đâu ạ, à? Nó bé tí luôn đúng không ạ? À? Đấy, đấy là những cái nhỏ nhất để em nói cho cô chú anh chị hiểu về cái vấn đề giữa hàng chính hãng và hàng không chính hãng. Ok. Đấy, còn nhiều, rất nhiều những vấn đề mà em muốn nói. Bởi vì đồng tiền này, em nói là đồng tiền xương máu. Mình bỏ sức lao động ra, mình tiếc một vài trăm nghìn. Ồ, một vài trăm nghìn mình kiếm được mà. Em là người lao động, lúc trước em cũng đi vác gỗ đấy, cũng đi gọi là bóc gỗ các kiểu đấy. Em cũng hiểu được kiếm đồng tiền nó như thế nào, như hiểu. Cô chú anh chị hiểu không ạ? Nên là tiêu đồng tiền, nên là mình nên là người tiêu dùng thông minh. Ok không ạ? Sau những cái video mà em đưa mặt của em lên ấy, nói trực tiếp cho cô chú anh chị hiểu về hàng Nhật và hàng Trung Quốc, thì có rất nhiều người họ cũng sẽ đưa mặt của họ lên. Bởi vì họ biết là em nói ở cái video trước ấy, là em bảo tay xua cái này thì muốn nói gì nói, nên họ cũng liều mạng họ đưa mặt lên, nhưng mà không dám nhìn thẳng vào màn hình. Tại sao ạ? Anh chị hiểu không? Nhìn cái mắt của người ta, nhìn cái thần thái của người ta, nhìn cái câu nói của người ta, đúng không ạ? Nhưng những người nào mà trên 50 tuổi người ta sẽ hiểu được. Trên 50 tuổi rồi, người ta sẽ đủ cái độ dày rồi. Nhiều như phim kiếm hiệp của Trung Quốc, người ta gọi là công lực ấy, đúng không ạ? Đấy, công lực. Thì người ta sẽ hiểu được à, con người này nó đang nói thật hay là nói dối, đúng không ạ? Hiểu không ạ? Đấy. Bắt trước nhưng mà không thành đâu. Bởi vì sao? Em nói thật với anh chị là em bán quạt điều hòa 35 à. Có những cái bộ 35 bây giờ em vẫn đang dùng. Kể cả cái hàng Japan của Trung Quốc là em bán này. 35 này. Đây này. Chúng nó bán vài tháng thôi, chúng nó còn chưa biết ở dưới cái tia tem Japan này là nó một cái hãng gì ở bên Trung Quốc này, nó một hãng tên tuổi như thế nào ở bên Trung Quốc này. Cái này chỉ là cái in chồng lên thôi, anh chị hiểu không ạ? Đấy. Phải hiểu được cái trong này nó như thế nào, cái trong ruột này nó như thế nào thì mới tư vấn được cho người ta được, thì mới dám bán cho người ta được. Còn bây giờ cái vỏ này nó in ấy, về cứ bảo ôi hàng của em hàng xịn đây này, gõ vào này, cách đặc khịt đây này. Đấy, pin của em 50.000 đấy. Không có đâu. Riêng hàng Trung Quốc trên thị trường Việt Nam không có 50.000 đâu.
chỉ có 20.000 lùi thôi ạ. Anh chị đang mua, anh chị đang mất tiền vì cái gì ạ? Vì cái tem ở trên này này, người Việt Nam thì lúc nào cũng có lòng tham. Đấy. Cái tem ở trên này này, mình mất tiền vì cái tem này. Ok không ạ? Nên là tại sao mà em nói lên sử dụng hàng chính hãng. Đấy. Của Kenco. Mà tại sao em lại không bán cái loại, những cái loại gọi là quạt điều hòa, những cái dòng khác mà em lại bán chỉ duy nhất Kenco, của em chỉ tin tưởng Kenco? Bởi sao ạ? Điều đầu tiên mà em nói, một cái hãng áo quạt điều hòa nó được lên sóng của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam. Ok, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, nó mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam, tức là nó ký kết hợp đồng hợp tác với người Việt Nam để bán trên thị trường Việt Nam này. Ok không ạ? Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, trên bao bì sản phẩm người ta công bố rõ ràng chi tiết, kể cả áo, kể cả về những vấn đề là trên đá khô, trên áo này, trên quạt, trên pin, nó đều có mã để cho anh chị quét để truy xuất ra nguồn gốc xuất xứ. Ok không ạ? Đấy, đấy là cái điều khi mà anh chị mua, người ta bảo là hàng Nhật đấy. Anh chị hỏi người ta, nếu gọi video trực tiếp nhìn thẳng vào mặt nó ấy, hỏi nó là Nhật gì, hỏi nó Nhật gì anh chị nhá. Anh chị hỏi là Nhật gì đấy. Nó sẽ xem câu trả lời tiếp sau của nó như thế nào. Nó sẽ, tức là nó sẽ ngắt CPU, nó sẽ dừng tầm khoảng vài giây để suy nghĩ xem là Nhật gì. Và nó trả lời anh chị là Nhật Bản. Nhật Bản là giá bao nhiêu? Như cái bác ông nọ, bác ông bảo em, bác bảo là bên kia nó bán cái bộ cái gì là Kenco pin 50.000 quạt 12V hay sao ấy. À, nó bảo là Nhật Bản. À, Nhật Bản 750.000. Bác cái điện về cho em. Hàng Nhật thì không có giá rẻ, mà giá rẻ thì không phải hàng Nhật. Như rất nhiều người mua đắt tiền nhưng mà không được hàng Nhật để mà dùng. Đấy. Tại sao em cứ nâng cao cái tầm của hàng Nhật lên? Nói như này cho anh chị hiểu nhất, ở đời sống bây giờ nhà ai nó cũng sẽ có cái nông thôn của Việt Nam này, thành phố cũng thế, đều trải qua. Đầu tiên là ngày xưa là mua cái gem tàu, và sau lại mua cái gem Việt, còn cái gem Thái lại không nói nữa, nó vẫn của Honda. Anh chị sử dụng hàng tàu với hàng Nhật nó sẽ như thế này này. Ngồi lên thấy ai có cái gem tàu anh chị mượn ta đi, hoặc ai được trải nghiệm là hiểu rồi. Ngồi lên mình đi một vòng đi, ok không ạ? Xong lại tiếp tục mượn con gem Việt mình đi thử đi. Đấy là cái cảm nhận, đấy là cái sự khác biệt giữa hàng tàu và hàng Nhật. Ok không ạ? Ok. Đấy, đấy là những cái lý do. Còn rất nhiều, nếu mà nói, để mà nói cái video nó rất dài của chúng chị, nó rất chi là dài, không thể nói hết trong một video được. Tất cả những vấn đề khác em sẽ nói trong video sau. Và tất cả những cái gì mà cô chú anh chị thắc mắc ấy, có thể để bình luận ở dưới video của cái video này, hoặc là có thể inbox em Zalo, hoặc là có thể điện thoại trực tiếp cho em. Và xin lưu ý cho anh chị là khi nào mà điện thoại mà cảm giác mà bấm em không nghe được, là lúc đấy là điện thoại đang bận rồi, không nghe được, em sẽ điện lại thôi. Em thấy cuộc gọi lỡ thì em sẽ điện lại, cô chú anh chị hiểu không ạ? Nên một số vừa rồi rất nhiều anh chị phải nói xin lỗi anh chị là cái vấn đề mà điện thoại, bởi vì là khi cuộc gọi nó đang chèn vào rồi, chẳng hạn đấy, nó đang có cuộc gọi rồi thì không thể gọi được, hiểu không ạ? Cô chú anh chị hiểu không ạ? Đấy, phải thông cảm cho em sẽ điện lại thôi, chắc chắn là em sẽ điện lại, một lúc sau em sẽ điện lại thôi. Đấy, khi cuộc gọi nó qua em sẽ điện lại, cô chú anh chị hiểu không ạ? Đấy. Đấy, hôm nay là một lô hàng mới của Kenco về, thì em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị biết một bộ Kenco nó sẽ như thế nào, và phân biệt hàng Nhật nó như thế nào. Đừng để người ta sắt mũi sỏ mũi nhiều quá, bởi thị trường áo điều hòa Việt Nam bây giờ đang loạn, gọi là thời loạn đấy, anh chị hiểu không ạ? Cái gì cũng đưa lên, đây, made in Japan, đây này. Made in Japan ở đây này. Có đọc cái chữ made in Japan để làm bằng chứng thôi. Thế nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nó là công ty gì? À, nó là hàng gì? Đúng không ạ? Cái bộ made in Japan, không có Japan đâu. Anh chị đang mua mất tiền vì cái tem này. Anh chị hiểu không ạ? Đấy, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem thế nào gọi là hàng Nhật. Thế nào mới gọi là Nhật, cô chú anh chị nhá. Kenco Blue Max 14V. Như nhà sản xuất người ta công báo, thông là cái gì? Người ta công bố đấy, là thách thức mọi giới hạn về tốc độ. Tất cả những hàng Trung Quốc in áo in nếu, pin 50.000 này, quạt 20V này, đem ra tiệm điện thoại di động, em có một bạn nó sửa chữa điện thoại di động mà. Em đem rồi đấy, em đo. Em đảm bảo với anh chị cái loại mà 50.000 mà bảo 12V ấy, nó chỉ được tầm 7V đến 9V thôi. Có nhiều cô chú anh chị bảo mua về 50.000 sử dụng rất dài luôn. Đấy, sử dụng rất là lâu. Thì bắt buộc khi mà pin nó chỉ 20.000 mAh, chạy 12V thì nó chỉ chạy được 12 đến 13 tiếng thôi. Thì bắt buộc nó phải can thiệp ở đây để nó điều chỉnh dòng ra, đúng không ạ? Dòng ra nhỏ, bóp dòng nhỏ đi.
tức là cái dòng ra 12V không dám cho dòng 12V nữa, mà nó bóp cái dòng ấy đi còn 9 hoặc là 7V thì bắt buộc nó sẽ kéo dài cái thời gian sử dụng. Anh chị hiểu không ạ? Đấy. Đấy, ở những video bây giờ em sẽ chi tiết. Trời nó lắng quá. Chi tiết những cái gì nhỉ? Em sẽ chi tiết nghỉ ở chi tiết về cái áo điều hòa Nhật Bản nó sẽ gồm những cái gì, những cái gì. Em sẽ mặc một cái bộ lên cho cô chú anh chị xem về những video sau ấy. Thì em xin lại là được quay giống như kiểu là test giữa quạt Nhật với quạt Nhật áo Việt Nam, hoặc là áo Việt Nam với quạt Nhật, xem mà tốc độ gió như thế nào, xem mà áo Việt Nam nó giữ gió như áo Nhật hay không, vân vân và vân vân. Đấy. Đấy, hẹn cô chú anh chị ở video sau. Thì bây giờ em sẽ chi tiết về cái vấn đề là xem là một bộ áo Nhật điều hòa Kenko nó sẽ gồm những cái gì cô chú anh chị nhé. Chi tiết mà xem cái chất vải nó như thế nào. Hàng Nhật thì nó khác lắm anh chị ạ. Nếu mà mình mất tiền rồi, mình cố gắng đấy, mình là người tiêu dùng thông minh nhé. Mình sử dụng cái hàng Nhật đi. Đấy, em bán hàng em cũng sướng. Bán cho anh chị xong em cũng sướng. Em được cái lời cảm ơn rất chi là tuyệt vời. Đấy, còn bán cái hàng Trung Quốc ấy, suốt ngày người ta điện về, ôi rồi anh ơi nó hỏng cái này rồi, ôi rồi nó hỏng cái kia rồi, xong là bán hàng đều nói kiểu lừa lọc người ta. Bây giờ người ta điện lại người ta hỏi, hôm nọ đi cháu bán cho cô cái hàng Nhật à? Ở vâng, hàng Nhật, Nhật gì ở cháu, thì thôi tắt điện rồi, chán luôn. Đấy là người ta gọi là cái gì ạ? Cái hậu về sau và cái kết, anh chị hiểu không ạ? Khi mà con người ta sống đến tầm khoảng 35-40 trở lên, người ta sẽ hiểu được cái vấn đề về cái hậu và cái kết về sau này, đúng không ạ? Đấy, lại nói về cái vấn đề mà phúc đức và cái hậu và cái kết thì em lại xin chia sẻ cho cô chú anh chị một vài cái video như thế này. Cô chú anh chị có thể tham khảo, gõ YouTube kênh thầy long, ông ấy để là thầy long ấy, thì bên đấy là con nó gọi là cái gì ạ? Nếu nói đúng ra theo ở Việt Nam mình thì gọi là tuyên truyền mê tín dị đoan. Thực ra thì em chỉ chia sẻ thôi, anh chị nào kết thì có thể bấm sang xem thầy. Thầy luôn giảng giải với lại giáo dục con người về cái phúc đức. Đấy, về cái phúc đức rất là tuyệt vời đấy, anh chị có thể tham khảo. Luôn hướng con người đi một cái hướng thiện. Đấy, về cái sự thật. Ok không ạ? Thôi em chia sẻ vấn đề này một ít thôi. Bây giờ em sẽ đi chi tiết về cái vụ hàng Kenko. Nó sẽ có những gì? Áo Nhật nó sẽ như thế nào? Ok. Đây cô chú anh chị ạ. Đây là hàng Nhật đây này. Tại sao em nói hàng Nhật? Cô chú anh chị hỏi em làm sao chứng minh được. Đây em chứng minh cho cô chú anh chị là hàng Nhật này. Anh chị nào mà có dùng Zalo ấy, biết quét mã QR ấy, thì đây. Mã QR đây, anh chị có thể dừng màn hình lại, quét cho em luôn, không cần phải lấy hàng của em về trong quét. Đây, anh chị bấm dừng màn hình lại, lấy Zalo ra, quét hộ em ấy. Đấy, đầu tiên bao bì sản phẩm này. Đây, in này. Chả thiếu thông tin gì luôn này. Đúng không ạ? Mã QR này. Đây là hộp đựng pin, hộp đựng quạt này. Và đây là pin này. Đây này. Vẫn có mã này, để cho anh chị quét này. Quét để truy xuất này. Đấy, còn đây là hộp đá khô của Kenko này. Anh chị nào mua quạt và áo của Kenko thì sẽ được tặng đá khô như thế này. Với vào mỗi hộp này nó sẽ có hai cái túi đá khô ở trong này, nó sẽ như thế này. Đấy, tất cả là hàng của Kenko nó sẽ như thế này. Nên người ta in bao bì sản phẩm này, thông số đầy đủ đúng không ạ? Chứ Nhật gì mà trắng trơn, chả có cái thông số gì cả, chả có cái gì cả. Đúng không ạ? Áo này. Áo Kenko này. Đây là mặt trước này. Mặt sau này. Đấy, người ta in này, thông số đầy đủ đúng không ạ? Đây, và trên áo này, tem đây ạ, đây, ui dồi, nhiều tem lắm. Và đặc biệt đây, lại là mã QR, để cho anh chị quét. Đây, em lại dừng màn hình lại, mã ở trên cái áo nhá. Đấy, anh chị có thể quét. Đấy, đây. Chất liệu vải đây. Đấy, mịn đúng không ạ? Vải này bao không xù không xước gì. Hàng Nhật mà. Giữ gió kinh khủng luôn. Mặc mát ngay anh chị ạ, mặc thấy mát luôn, để đường kim mũi chỉ này. Đấy. Ok không ạ? Rất tuyệt vời đây, hàng Nhật.
nó khác chứ, nó khác biệt lắm anh chị ạ. Anh chị mặc bộ quần áo quạt điều hòa này của Kenco ra đường nhìn có sự khác biệt hoàn toàn chứ. Cái độ tự tin của mình nó sẽ lên này. Đấy, mình không bị ai người ta soi mói này. Ôi ôi, thằng kia là mặc hàng Trung Quốc. Người mặc hàng Nhật thì người ta nhìn hàng tàu người ta biết ngay đúng không ạ? Nhìn hàng tàu ta biết ngay. Đấy. Mình không chê hàng tàu, mình phải nói này là tùy phù hợp với túi tiền của anh chị. Hàng tàu nó phải là tàu gì? Không phải là tất cả là hàng Trung Quốc đều là không bền và không phải là đều là xấu, anh chị hiểu không ạ? Không phải là xấu. Hàng Trung Quốc rất bền, rất tốt, nhưng phải tìm được đúng cái hãng của nó. Anh chị hiểu không ạ? Chứ không phải cái hàng mà bây giờ ở trên thị trường người ta in úi dồi ôi, một cái loại pin như thế này, một cái loại quạt như thế này, in đến 4 5 cái tên mà ở đây bên này thì in Kenco, bên kia thì in Daiki, bên kia thì in là wow wow wow, bên kia là in là Japan, bên kia là in cái gì nữa vân vân. Úi dồi ôi, nhìn nó sợ luôn, bởi vì làm nó quá lộ liễu. Anh chị xem nhiều anh chị sẽ hiểu. Họ làm quá lộ liễu, không bao giờ người ta dám quay sát vào cục pin như này đâu. Không bao giờ, lấy những người như thế, người ta cầm rất xa cho chú, cô chú anh chị. Chả biết là cái thông tin ở đây nó làm cái gì luôn, đúng không ạ? Chả bao giờ dám quay sát vào đây này. Anh chị nhìn đấy ạ. Mã QR. Chỉ cần vào đây là anh chị sẽ biết được công ty và website của người ta. Anh chị có thể lên, anh chị tham khảo giá ở trên đấy. Giá công ty người ta công bố công khai đấy. Tính bằng đồng Yên Nhật hay Man Miếc gì đấy. Anh chị có thể quy đổi nhá. Đấy là một cái vấn đề nhận biết về hàng Nhật. Hàng Nhật nó phải như thế nào? Nó phải như thế nào anh chị ạ? Đấy, như anh chị bây giờ vào siêu thị cũng thế. Cái gì nó chả có mã để anh chị quét, để truy xuất đúng không ạ? Thế bây giờ không có mã thì ra ngoài chợ ăn mua một cái mớ rau ngoài chợ, chị giá 5.000 đúng không ạ? Chị giá 5.000, ăn vào bị ngộ độc đi viện, bắt đền ai ạ? Truy xuất ở đâu ra? Mai nó chạy mất dép rồi còn đâu nữa mà truy xuất. Thế còn bây giờ nhá, anh chị vào siêu thị. Vào siêu thị đúng không ạ? Anh chị mua mớ rau chẳng hạn đi. Nó có mã, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Anh chị ăn, anh chị bị ngộ độc chẳng hạn thế. Anh chị vẫn điều tra ra cái nguồn gốc của nó. Đem cái đấy về, đem cái này về, ok không ạ? Truy xuất ra người bán ngay. Và người ta phải chịu đúng không? Hàng công ty người ta phải chịu. Tại sao người ta phải có mã để người ta phân biệt như thế? Mà tự nhiên người ta dám dán cái mã này lên đâu đúng không ạ? Hàng của người ta như thế nào người ta mới dám dán mã lên chứ. Hàng Nhật thì anh bị chị biết là tiêu chuẩn người Nhật rất chi là cao rồi. Nói đến hàng Nhật là biết cái tiêu chuẩn của nó rồi. Từ xưa đến nay hàng Nhật chưa bao giờ có hàng gọi là kém chất lượng cả. Riêng hàng Nhật, đấy, nhiều hàng châu Âu cũng thế. Nhất là người thành phố Hồ Chí Minh người ta rất chuộng hàng Nhật và những hàng châu Âu. Đấy, như hàng của Mỹ, hàng của Pháp, Đức các thứ đấy, người ta rất chuộng. Bởi vì cái dùng cái đồ của nó rất cực kỳ là chất lượng. Dùng nó sướng đúng không ạ, dùng nó bền. Nó đáng đồng tiền bát gạo đúng không ạ? Nó đắt nhưng mà nó đắt nhưng mà nó chất lượng. Ok. Đấy thì em nói cho anh chị hiểu đấy, một bộ này, một bộ Kenco nó sẽ gồm những gì anh chị có thể thấy trên màn hình của em đấy ạ. Ở đây là hai cái quạt nữa, đúng rồi, hai quạt nữa nhưng mà hai quạt em lắp vào cái áo rồi tí. Bây giờ em sẽ mặc gì nhỉ? Đây quạt ở đâu nhỉ? Ở đây không có cái nào rồi. Em sẽ mặc cái bộ Kenco và em trải nghiệm cho cô chú anh chị xem sự khác biệt nó như thế nào. Đấy. Ok, mình mất đồng tiền rồi, mình cố gắng lên cô chú anh chị nhá. Đây lại nói về cái vụ hàng Trung Quốc này. Anh chị thấy không ạ? Em lắp vào đây em cho chạy suốt ngày suốt đêm luôn, chạy mấy tháng rồi. Đây. Đấy, pin ở trong này có mấy cục rồi. Và có mấy loại luôn ạ. Đấy, cứ thay đổi nhau, cứ sạc đầy xong lại chiến, sạc đầy xong lại chiến, cứ thế. Xem là nó tốc độ lì đòn như thế nào. Đây bộ này là bộ Japan này. Bộ này là bộ Taki. Vẫn là của Trung Quốc hết này. Thế còn một cái bộ mà em dùng đây này, cũng của Trung Quốc. Nếu mà bác Lào mà gì nhỉ, bác Lào mà mua áo điều hòa cách đây 3 năm các bác sẽ biết cái bộ này. Đây là em vẫn đang dùng này. Áo của em này em vứt đây. Đấy cái áo hàng Việt Nam này, 35. Đấy vẫn đang dùng cô chú anh chị nhá. Đấy, em phải trải nghiệm thì em mới bán cho cô chú anh chị được. Đây. Em cho nó chạy suốt ngày suốt đêm luôn ạ. Đấy, quạt đang chạy o đó. Cứ hết lại sạc, cứ hết lại sạc lại chạy chạy 24/24, thậm chí nhà em không bật những cái quạt này nữa, không dùng những cái quạt này nữa. Đấy, chỉ dùng cái quạt này thôi. Mà bốn cái này nó mát kinh khủng luôn, đêm ngủ nó còn lạnh ấy. Đây này, bởi vì cái gió của cái quạt ba cánh ấy là nó thốc thẳng nguyên lý nó y như cái quạt này của mình này. Đấy, gió thốc thẳng. Thế còn cái quạt chín cánh ấy, chín cánh
thì gió nó sẽ là gió xoáy, gió kiểu hình nón ra 360 độ, nó sẽ tản ra 360 độ xung quanh, đúng không ạ? Đấy. Còn cái này là gió thẳng. Cái kia mà lắp như này thổi ấy, thì nó ra gió. Những cái loại quạt của Trung Quốc ấy thì nó không ra được gió thẳng đâu. Còn riêng cái thằng Kenco này nó vẫn thổi được ra cái dòng thẳng, bởi vì công suất của nó là công suất thực và nó mạnh. Nó vẫn thổi được ra gió thẳng như này. Đấy, nhưng mà nguyên lý chín cánh của nó là hàng đấy là gọi là gió xoáy, gió kiểu 360 độ, gió gọi là gió tán hình nón, nói thế là anh chị hiểu. Còn cái ba cánh là gió thốc thẳng. Đấy, đây em vẫn đang test đây này, anh chị thấy không? Em cho nó chạy suốt ngày suốt đêm luôn, em xem nó chịu được bao nhiêu lâu. Và cô chú anh chị nào mà theo dõi video của em về sau này tầm 2 3 năm về sau ấy. Đấy, 2 3 năm về sau ấy, đây này. Đấy cái rắc cái chuôi này. Đấy. 2 3 năm về sau ấy. Đây cái quạt này nó đang bị giỏng cái chuôi này. Em vừa đụng vào phát nó dừng luôn đây anh chị thấy không? À cái này bị cái chuôi rồi. Cái chuôi có vấn đề. Đây nó dừng rồi, dừng một cái này. Đấy em cho nó chạy 24/24 chạy liên tục để xem cái chất lượng của nó như thế nào. Xem là hàng Trung Quốc, cái hàng nội địa này của nó, cái hàng em bán 3 năm này xem nó chịu đựng được như nào, bao nhiêu năm sau là em sẽ trả lời cho cô chú chị hiểu là nó được bao nhiêu năm. Anh chị hiểu không ạ? Ok, đấy bây giờ em sẽ mặc một bộ áo Nhật vào và quạt Nhật vào cho cô chú anh chị xem nó như thế nào. À, áo thì em nói là có 4 màu. Hàng Nhật hiện tại Kenco bây giờ có 4 màu, 1 là dàn di, 2 là màu be là hơi vàng vàng. Tí nữa em sẽ mặc cái màu be cho cô chú anh chị xem. 3 là màu xanh than và 4 là màu dàn di. Ok. Đấy. Bây giờ em sẽ mặc lên cho cô chú anh chị xem. Đây, đây là một chiếc áo Nhật. Đây, tem đây ạ. Mã QR đây ạ. Ok không ạ? Rất nhiều tem đây. 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 Đây là cái túi đựng pin của nó. Và quạt em đã đi xong rồi, đây cô chú anh chị nhìn em đi quạt đấy ạ. Đấy. Đấy cẩn thận thì có thể gài vào đây. Bởi vì nó sinh ra cái này để gài để cho cái đầu này nó cố định, nó không bị lay đi lay lại ạ. Đúng không? Đây này. Đây này. Đấy ok không ạ? Em đi quạt xong rồi nên bây giờ em sẽ mặc túi này đựng đá khô nhá. Cô chú anh chị này, túi này túi đá khô này. Anh chị có thể cho đá khô đây. Em lại quay sát cái vải cho cô chú anh chị xem này. Vải của nó này mịn lắm, sờ sướng tay, mặc mát lắm cô chú anh chị ạ. Đặc biệt nó giữ gió kinh khủng luôn. Nó thổi lên mặt kiểu là nó giữ gió, nó không thoát được gió ra. Bo ở dưới này thì bo chun nó kín này. Ở chỗ này thì vải giữ gió này, giữ gió này bắt buộc nó phải đẩy lên trên mặt và đẩy qua hai kiểu cái ống tay cô chú anh chị hiểu không ạ? Đấy, bây giờ em sẽ mặc nhá. Đây nha cô chú anh chị nha. Đây, điều đầu tiên của áo Nhật. Khi mà cô chú anh chị mặc này, để ý cho em này. Cài cúc ở bên dưới trước. Cài cúc ở bên dưới trước. Đấy xong bắt đầu là bắt đầu mới tra khóa vào. Bởi vì khi mình cài cúc này nó sẽ giữ tra khóa và nó không bị cái lực kéo này, cái khóa về sau này nó dùng được lâu đúng không ạ? Không ai biết đâu. Kéo khóa lên đúng không ạ? Em còn chưa mở quạt nữa. Số 2 này. Mức 9V nhá, em sẽ để số 2. Mũ đây. Đấy, áo Nhật này, mũ đây. Gió thổi là cái túi ở trong nó bay ra ngoài đấy. Cứ đẩy vào nó lại bay ra, sợ chưa? Đấy là mức số 2, mức 9V của họ đó đấy. Đây. Đấy anh chị thấy cái độ phồng của áo mức số 2, mức 9V đó nhá. Đây, quay ra mặt sau rồi. Đây. Nó thoát ra tay. Thổi ra tay ào 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 luôn, thổi lên mặt nữa ào 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 luôn. Đây, em sẽ tăng nhá. Bình thường nếu mà sử dụng áo Nhật quạt Nhật chỉ sử dụng đến số 2. À bao nhiêu nhỉ? 9V là ok lắm rồi, em sẽ tăng mức 14V. Ôi giò mãi không thấy cái nút nữa đâu. Cái này rồi. Để tăng 14V. 11V. 11V này. 14V. Đây. Gió nó thốc hết lên trên đầu này, thốc sang hai bên này, thốc vào mặt này, thốc lên trên đầu này. Phê cực kỳ là phê luôn. Gió thốc ra tay này, thốc ra hai cái lòng bàn tay này, thốc ra âm âm luôn anh chị ạ. Đây này, anh chị nhìn cái độ phồng 14V này. 14V. Đấy. Cho anh chị cảm nhận cái áo Nhật này, tay nó cũng phồng lên này. Đây, ống tay này.
không hết lên đúng không? Thấy áo nhật mũ này, phải nói là mát kinh khủng luôn. Nếu ở mức 14V như này, bình thường sử dụng mức 9V là ok lắm mà. Đấy, cho anh chị trải nghiệm cái áo nhật và quạt nhật mặc lên nó sẽ như thế nào. Anh chị đi đường nó sẽ tự tin hơn rất nhiều đúng không ạ? Sẽ tự tin hơn rất nhiều. Đấy, chào tất cả cô chú anh chị nha. Có Zalo, có Zalo tư vấn, hoặc là có thể inbox trực tiếp mà có thể gọi điện trực tiếp cho em. Cần tư vấn gì về vấn đề áo quạt điều hòa cứ alo cho em. Phân biệt hàng Nhật, hàng Trung Quốc, hàng vân vân cứ alo cho em. Rất nhiều anh em đã điện về hỏi. Cảm ơn bởi vì cái vụ mà em bóc pin ra ấy, rất nhiều anh em cũng tự bóc pin ra và hỏi em là cách bóc pin như nào, quay cho em xem cái video với cục pin đấy. Thì em chỉ cho cách bóc, mà bóc ra nó chỉ có hai thỏi thôi, pin 50.000, 74.000 cũng thế thôi. Nó chỉ có hai thỏi pin thôi. Rất nhiều người và cuối cùng họ phải chuyển qua hàng Nhật dùng. Đây anh chị có thể cảm nhận được sự khác biệt của hàng Nhật. Thì video sau em sẽ quay em mặc áo Việt Nam và quạt của Trung Quốc xem nó như thế nào. Đấy, và em sẽ test thử giữa quạt Nhật, áo Việt Nam, quạt Trung Quốc với lại áo Nhật xem là sự khác biệt anh chị nhá. Đây anh chị, em quay cho anh chị xem một vòng nữa. Đấy, ok. Đấy, màu này là màu be. Anh chị hiểu không? Màu này màu be. Đấy, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha.